vừa ốc một bài hát tên là Nếu Một Ngày Chúng Ta Không Còn Gặp. Thôi là thực sự không mong nếu như thật sự ở đây còn có bạn đồng hồ hội chúng mình đó, và những bạn nào xuống đó thì hãy nghe bài này nha. Và sự bài này của mình bỏ lúc nhiều tâm huyết cũng là bài này. Không phải mình sẽ nói nhận đó nha. Yeah.